chiếc xe kèo đang xuống núi. Bây giờ là khoảng 5 giờ 30 phút chiều nha các bạn. Xe đang lên dốc nhưng đây không nổi. Cho bây giờ phải dùng tời để mà kéo xe lên tiếp các bạn. Còn một đoạn nhỏ nữa là lên tới dốc rồi. Mới đừng tung ta lên mọn ngay. Thank you.
Chuẩn bị chiếc xe sẽ xuống dốc nha các bạn. Dốc rất là cao. Cái thằng gông không được kỹ nên keo nó bị trục các bạn. Nên bác tài xế phải xuống xe và gông lại. Cái xe đang từ từ đi xuống dốc, dốc cao lắm các bạn. Mình cũng không dám đứng gần xe.
chiếc xe cũng xuống được núi và đã ra tới đường lớn rồi các bạn.